À, chạy tới nè, chạy lùi nè, đó. Wow, ui, xe này chạy nhanh hơn xe kia nha các bạn. Chiếc xe tăng này chạy nhanh lắm nha các bạn. Đó, chạy tới chạy lùi nhanh lắm nha. Đó, các bạn nhìn nè, đó, mạnh chưa. Đó, chạy tùm lum luôn. Ôi, đụng tùm lum hết. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục sửa chữa xe và chơi những món đồ chơi mới với mình nha các bạn. Phía trước có rất nhiều món đồ chơi luôn. Đây, một cái hộp đồ chơi gì đây? Một hộp đồ chơi zombie các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp đồ chơi zombie này ra cho các bạn cùng xem nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Nè, có rất là nhiều món luôn. Đây là cái gì đây? Wow, đây là giáo sư tiến sĩ khoa học nè các bạn. Rồi, còn đây là gì đây? Wow, đây là một con robot nè các bạn ơi. Nè, các bạn nhìn nè, đẹp chưa? Rồi, tiếp theo. Wow, đây là một khẩu súng nha. Nhìn rất là ngầu luôn. Còn đây là những viên đạn nè. Đó, bây giờ lấy ra mình chơi với bạn cùng xem. Còn đây là cái gì đây? À, đây là hình các nhân vật nha. Đó, nhìn đẹp chưa nè các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau chơi thôi nào. Đầu tiên mình sẽ bỏ giáo sư tiến sĩ vào trong này. Để giáo sư tiến sĩ ở đây nha. Bây giờ mình sẽ lấy khẩu súng này, gắn đạn vô. Rồi mình sẽ gài đạn lên. Sau đó mình sẽ nhắm bắn nha. Wow, các bạn thấy mình bắn hay chưa? Bắn một phát á, là ngã luôn cái này nha. Còn một viên nữa mình sẽ nhắm một đối tượng khác nha. Gài đạn lên. Bây giờ mình sẽ nhắm cái chiếc xe màu đỏ nha các bạn. Đây, nhắm kỹ vô nha, để mình coi bắn có trúng không nha. Wow, các bạn ơi, mình đã bắn trúng rồi nhưng mà chiếc xe đó không có ngã các bạn ơi. Wow, cái bộ đồ chơi zombie này chơi cũng rất là hay không các bạn. Rồi, để đây nha, bây giờ mình sẽ đi qua đây sửa xe các bạn. Wow, đây là chiếc xe gì á mà nhìn ngộ á các bạn ơi. Nè, ô cái này là cái gì đây? À, đây là cái thùng ben nè. Còn đây, đây là xe gì đây các bạn? À, đây là chiếc xe chở rác nè các bạn. Xe chở rác đang thiếu bánh xe nha. Đây, bánh xe đây nè các bạn. Wow, có rất nhiều bánh xe luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa xe này trước nha. Bây giờ mình sẽ gắn cái thùng ben vô nè các bạn. Cái thùng ben mình sẽ gắn ở đây nha. Rồi, xong rồi. Đó, như vậy là mình đã gắn xong cái thùng ben này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe ben chở theo khẩu súng này nha. Wow, đẹp chưa nè các bạn ơi. Rồi, tiếp tục mình sẽ sửa chiếc xe chở rác này nha. Lắp ráp bánh xe vô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ở ngoài sau trước nè. Sau đó mình sẽ gắn thêm một bánh xe ở đây nữa. Xong rồi, tiếp tục bánh ở phía trước các bạn ơi. Rồi, xong rồi, qua bên này các bạn. Đây, thêm một bánh ở đây nữa nha. Rồi, xong rồi. Như vậy là mình đã sửa xong chiếc xe chở rác rồi nè các bạn. In, wow, đẹp chưa nè các bạn ơi. Bên này các bạn ơi. Wow, bên này có cái hộp gì nè các bạn. Đây là một hộp xe, nhìn rất đẹp luôn. Wow, ở trong này có một chiếc xe màu xanh nè các bạn. Rồi, để mình mở cái hộp xe ra cho các bạn cùng xem nha. Nè, wow, trong này có đồ điều khiển nè. Đây, cái đồ điều khiển của chiếc xe nè. Đây là xe tải quái vật nha các bạn. Wow, nhìn rất đẹp luôn. Để bây giờ mình sẽ thử khởi động lên coi. Bây giờ mình sẽ thử điều khiển coi chiếc xe này chạy được nha các bạn. Wow, các bạn ơi. Nè, mình bấm nè. Đó, chiếc xe này chạy được nha các bạn. Đó, bẻ lái nè các bạn. Đây, bẻ lái nè nha. Rồi, chạy tới nè, chạy lui nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe chạy nha. Wow, chiếc xe này chạy được nha các bạn. Đó. Chạy vòng vòng chơi. Đó, chạy tới nè, chạy lui nè. Đó. Rồi, chạy qua này nào. Đó. Xe này chạy yếu quá các bạn ơi. Ôi, chiếc xe này chơi dở quá. Thôi bây giờ mình sẽ qua đây các bạn. Đây, mình sẽ sửa chữa chiếc xe này nha. Các bạn ơi, đây là chiếc xe gì vậy các bạn? À, đây là chiếc xe cần cẩu múc cát nè các bạn. Xe cần cẩu múc cát đang bị hư cái cần múc cát. Đây bây giờ, đó, mình lắp ráp lại nè các bạn ơi. Wow, xe cẩu múc cát có cái bệ múc cát rất là bự luôn ha các bạn ha. Rồi, phía trước nè các bạn. Wow, phía trước có một hộp xe nè các bạn. Ồ, đây là hộp xe gì đây? Ồ, hình như cũng là một xe cẩu múc cát luôn các bạn ơi. Bây giờ mình mở ra cho các bạn cùng xem nha. Wow, cái xe cẩu múc cát này cũng là xe cẩu múc cát điều khiển luôn các bạn ơi. Wow, hôm nay mình chơi rất là nhiều xe điều khiển luôn nè các bạn. Đó, bên này nữa nè các bạn. Wow. Bây giờ mình sẽ bấm tới nè. Đó, bấm tới xe chạy tới, bấm lùi. Đó, bấm tới xe chạy tới, bấm lùi xe chạy lùi. Wow. Ui, xe này chạy nhanh hơn xe kia nha các bạn. Wow. Ý, chiếc xe này chạy. Ô, chạy vô trong kia luôn, chạy tới luôn nè. Wow, chiếc xe này chạy nhanh hơn chiếc xe kia nha. Xe cẩu múc cát nhìn rất là đẹp luôn không các bạn. Rồi, để xe cẩu cát này qua một bên. Tiếp tục các bạn ơi, ở phía trước này, wow, có một cái hộp gì đây các bạn. Ý, hình như đây là một hộp xe tăng này các bạn. Wow, để bây giờ mình sẽ mở hộp xe tăng để cho bạn cùng xem nha. Wow, cái hộp xe tăng nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Hình như đây là xe tăng điều khiển nữa nè các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, đây là cái đồ điều khiển này nha. Còn đây là chiếc xe tăng nè. Ôi, cái nòng súng không có xoay được các bạn ơi. Chiếc xe tăng này chạy nhanh lắm nha các bạn. Đó, chạy tới chạy lùi nhanh lắm nha. Đó, các bạn nhìn nè, đó, mạnh chưa.
đó, ôi, chạy tùm lum luôn, ôi đụng tùm lum hết luôn các bạn ơi. Wow, ui, chiếc xe toàn chạy nhanh quá. Ê, ơi trời ơi, ôi, chạy nhanh chưa kìa. Rồi lùi ra đây nào, ôi rồi chạy tới nào. Wow, xe tăng mạnh lắm nha bạn. Đụng chiếc xe chở rác luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi. Wow, chiếc xe chơi rất là hay luôn. Để bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe chở rác này nha. Chiếc xe chở rác này bị chiếc xe tăng đụng hư bánh xe luôn các bạn. Rồi lắp cái bánh xe phía trước này vô nha. Rồi bên này nữa các bạn, thêm một bánh xe nữa nè. Đó, như vậy là mình đã lắp ráp sửa chữa xong chiếc xe chở rác rồi nè. Xe chở rác rất là to, rất là bự luôn ha các bạn ha. Để chiếc xe chở rác ở đó nha, bây giờ mình sẽ tiếp tục qua bên này các bạn. Wow các bạn ơi, bên này có chiếc xe gì đang cần mình sửa chữa nè. Oh, đây là chiếc xe cậu mút cát. Bây giờ mình sẽ lấy cái gậu mút cát này các bạn, mình sẽ gắn vô đây nè. Đây, chờ mình xíu nha. Rồi xong rồi, đây là cái gậu mút cát nè các bạn. Wow, xe cậu mút cát nhìn cũng rất đẹp luôn đúng không? Để chiếc xe cậu mút cát đó nha. Tiếp tục các bạn ơi, ở phía trước chúng ta có một chiếc xe. À, đây là chiếc xe trộn bê tông nè các bạn. Mà xe trộn bê tông này nhìn kỳ quá ha. Sửa chữa chiếc xe trộn bê tông này lại nào các bạn ơi. Ê, bị rớt cái đầu trộn bê tông luôn rồi. Vậy bây giờ mình sẽ gắn cái đầu trộn bê tông trước nha. Đây, gắn cái đầu trộn bê tông vô. Rồi xong rồi, cái đầu trộn bê tông nha. Bây giờ lắp bánh phía trước vô nè. Đó, rồi còn một bánh bên này nữa các bạn ơi. Đây, thêm một bánh nữa nè các bạn. Rồi xong rồi đó, như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe trộn bê tông, nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ qua đây. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe ben siêu to siêu bự luôn nè các bạn. Chiếc xe ben siêu to siêu bự đang bị hư gì đây? Ôi các bạn ơi, ôi cái bánh xe này bị hư rồi các bạn ơi. Ben này đang bị ben lên hả? Bây giờ nó ben xuống nha. Rồi xong rồi, phía trước nè, cái cabin này các bạn. Ô, cái cabin đang mở ra để sửa chữa nè. Ở trong này có cái động cơ nè các bạn, nhìn nè. Ồ, cái động cơ nhìn to chưa kìa. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại. Rồi xong rồi. Ê, các bạn ơi, ở phía trước chúng ta có cái gì nữa nè các bạn. Wow, một hộp gì đấy. Cái hộp cá mập này nhìn đẹp chưa nè các bạn. Ồ, có trong này. Ý, có nguyên con cá mập luôn các bạn ơi. Nè đó các bạn nhìn nè. Wow, ý, các bạn ơi, con cá mập này có rất là nhiều xe trong này luôn. Wow, có rất nhiều xe đẹp chưa nè. Rất là nhiều xe ô tô luôn. Nè, một chiếc nè. Wow, chiếc này đẹp nha. Hai chiếc nè, toàn xe đua không các bạn ơi. Nè, ba chiếc nè. Rồi, thêm chiếc nè. Bốn chiếc nè. Rồi, chiếc nữa nè. Năm chiếc nè. Rồi, sáu chiếc nè. Đẹp chưa nè các bạn. Ôi, các bạn ơi, ở trong này còn rất là nhiều xe luôn các bạn. Con cá mập nó ăn xe các bạn ơi nè. Nó ăn bể chiếc xe luôn các bạn. Ôi, cá mập này dữ thiệt chứ. Nè, ôi trong này còn xe nè. Ừ. Ý nè, trời còn quá trời xe luôn nè. Ôi nó cắn cái này nó ăn nè các bạn. Ôi nó ăn chiếc xe rồi kìa. Ồ, các bạn nhìn nè. Đó nè các bạn. Đó kìa, nó nhả ra nè các bạn. Nè. Ôi cá mập này dữ thiệt chứ. Ăn thiệt nhiều xe luôn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta khám phá được rất là nhiều món xe đồ chơi nhìn rất là đẹp luôn không các bạn. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài và làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.